vừa nói chuyện với ai đấy? Bây giờ tôi lại phải báo cáo cả với anh. Nên nhớ ta đang chung một thuyền. Cái giọng này của anh có vẻ muốn làm phản lắm. Tôi có thể bắt tay anh để giành sự ưu ái của sếp tổng, nhưng để phản lại ông ấy, tôi chưa muốn chết. Đừng mạnh mồm sớm như vậy, phải đo sức gió thế nào đã. Tao không nói không có nghĩa là tao không biết. Rồi mày sẽ sớm nhận được cảm giác như tao thôi. Con chó hả? Mày dò ai đấy? Làm sao? Thôi, anh em cùng một nhà, sao phải căng thẳng thế? Tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc bàn đạp. Có việc gì nói ra hết một lần là xong. Cầm mõ. Bố mày chưa hỏi đến mày. Nước sông không phạm nước giếng thì cứ đúng luật mà làm. Còn bật thì tao cạn hết nước luôn. Rất chí khí. Tao thích mày ở chỗ đó. Anh. Anh Quyết, chắc bọn mày biết rồi. Kể từ hôm nay, anh Quyết sẽ là người anh thứ hai của bọn mày. Chào đi. Chào anh. Anh. Ngồi xuống. Ngày hôm qua mày đi đâu mà ta không thấy mày? Lên xe. Lên. Bọn em ốm, em đưa đi viện. Mặt mày cũng chưa làm bố được đâu.